Sáng hôm nay kể cho nghe một cái vụ án này cũng mắc cười lắm. Tôi tham gia là tôi có để cái giá niêm yết cái giá mà thu âm của tôi, thì thường thường cái chóp thu âm nó không có nhiều, mà nó những cái khách hàng mà quay lại á, thì cũng rất là ít, cho nên đa số là chóp là một lần. Thì với cái giá là một lần nó sẽ khác với cái chóp một khủng làm lâu hay là số lượng nhiều. Thì cái giá mà mình tính là mình đưa ra là mình tính 0,1 đô một từ đó. Thì thường thường những cái chóp mà đọc quảng cáo nó chừng có 100 mấy 200 từ hà, thì đọc một cái chóp xong mấy tháng trời ôm được cái chóp thì lấy cái mức phí 10 đô 20 đô là chuyện bình thường. Chứ chừng nào mà ôm cả cuốn sách nó lên tới 50.000 từ hoặc là 100.000 từ hoặc là hàng trăm ngàn từ, thì nếu mà nhân với cái giá 0,1 đô nó mới to, thì lúc đó mới phải làm theo cái giá, mà cái giá số nhiều nó khác đó. Cái tôi để rõ ràng hồ sơ tôi để là đọc theo từ, nếu mà đọc cái text không đó là tôi tính từ là 0,1 đô một từ. Cái nó vô nó chat nó nói là nó bị confused, tức là nó bị bối rối, không có hiểu ý của mình là 1 cent một từ hay là 10 cent một từ. Nó thắc mắc như vậy, nó nhìn hồ sơ nó nghĩ nó 0,1 đô một từ, nó không hiểu. Nó vô nó thắc mắc là nó bối rối, nó bị không hiểu là ý của mình là một một sen một từ hay là 10 sen một từ. Đó, cái tôi vô tôi trả lời, tôi nói là nó rất 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 là rõ ràng như những gì bạn nhìn thấy. Đa số cái thể loại chóp này là chóp một lần, cho nên giá 0,1 đô một từ là cái giá hữu nghị nhất rồi. Đôi khi có những khách hàng họ trả còn cao hơn, nhưng mà đây là mình tính với cái mức giá mà mình có thể tối thiểu đó. Chứ riêng cái nữa nè, nếu như cái tôi nói là nếu như bạn làm những cái job khủng như đọc sách với số lượng nhiều, thì may ra cái giá 1 cent của bạn mới có thể chấp nhận. Nhưng đó nếu nó là công việc hàng ngày và hàng năm làm liên tục á, thì cái giá đó mới chấp nhận được. Còn nếu mà đọc quảng cáo, đọc một cái clip bình thường nhỏ nhỏ thì 0,1 đô là giá bèo rồi. Xong biết nó trả lời sao biết không? Nó nói là không hề rõ ràng chút nào hết, bởi vì không ai viết 0,1 đô cho 10 sen cả. Thay vào đó người ta sẽ ghi 10 sen một từ, chứ không ai ghi 0,1 đô một từ hết. Nó chỉnh mình gì đó. Xong cái nó nói là nó rất happy với cái mức giá 10 sen một từ, nhưng mà nó không có happy với cái thái độ của mình. Cho nên nó không làm việc với mình. Cái tôi nói ủa tùy ông thôi, tôi cũng đâu có muốn làm việc với ông. Với một điều nữa nè, cái hồ sơ của tôi nó hiện diện hàng nhiều năm rồi, và tôi đã làm việc với rất rất nhiều khách hàng rồi, không có ai thắc mắc về cái mức giá đó cả. Bởi vì ai cũng hiểu là 0,1 đô một từ tức là 10 sen. Và ai cũng hiểu điều đó, nhiều khi họ còn tự mở hợp đồng gửi qua cho tôi, họ tự tính giá họ gửi qua cho tôi, họ không cần bàn cãi gì hết. Tôi nói vậy đó, tôi nói ai cũng hiểu, và bạn là người đầu tiên thắc mắc về cái vấn đề này, điều mà trước giờ không ai hỏi, bởi vì ai cũng hiểu hết trơn á. Tôi chỉnh vậy đó. Xong cái nó quế quá, nó lóc tôi, nó lóc tôi để nó không cho tôi chat qua lại nữa. Cái tôi coi hồ sơ của nó thì mặc dù nó để tên nước ngoài, nhưng mà cái chữ from á nó để là Việt Nam. Tôi nói hèn chi mày từ trong cái lò Việt Nam ngu dốt ra, mày không hiểu 0,1 đô, không biết cách viết 0,1 đô cho nên mày chỉnh người ta. Chứ tao làm việc với nước ngoài, Mỹ có, Anh có, Úc có, China có, đầy đủ hết các nước trên thế giới. Ba cái tăng cũng có luôn, Ấn Độ cũng có luôn. Họ đâu có thắc mắc về cái cách ghi giá của tao là 0,1 đô đâu. Đâu có ai chỉnh tao là phải ghi 10 cent đâu. Người ta vẫn hiểu là 0,1 đô người ta tính giá mà. Không ai bàn cãi chuyện đó, gần chục năm nay không ai ý kiến gì hết trơn. Lần đầu tiên mày vô mày ý kiến là hả, không có ai ghi 0,1 đô đó, mà phải ghi là 10 sen. Có mình mày thôi. Mà tao trả lời như vậy không đúng sao? Tao tưởng đâu là mày đang kỳ kèo, mày thấy cái giá 10 sen cao quá,
cho nên tao ra mà mày nghĩ ra là 1 sen, cho nên có nghĩ là tao có ghi nhầm hay không, cho nên tao mới giải thích rằng với những cái job ngắn hạn thì 10 sen một từ là thấp rồi, còn khi nào mày làm những cái job nhiều lên hàng trăm nghìn từ, hàng triệu từ á, thì cái giá 1 sen của mày mới có may ra chấp nhận được. Tao trả lời như vậy có cái gì sai, có cái gì mà thái độ hả? Mà bày đặt hả? À, tôi rất happy với giá 10 sen một từ, nhưng mà tôi không có happy với thái độ của bạn cho nên tôi không có làm việc với bạn. Tao cũng không có thích làm việc với thằng ngu như mày đâu, bởi vì ai nhìn vô cũng hiểu hết trơn, chỉ có mày không hiểu, nên mày là cái thằng ngu hiểu không? Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dạy, mà trong khi mày là cái thằng ngu không làm việc với thằng ngu, ok? Sí. À, định thôi rồi nhưng mà do có biến thành ra phải cập nhật thêm một chút. Tại vì cái clip này tôi làm từ hôm qua rồi, tôi chưa có edit, thì sáng nay dậy phát hiện thêm một cái vấn đề rất là Việt Nam. Thì hôm qua nó nhắn xong như vậy đó thì nó khóa cái message, nó không cho mình nhắn tin nữa. Thì nó mới đợi mình đi ngủ, nó canh mình đi ngủ, xong bắt đầu nó vô nó quăng một câu, nó nói là hy vọng là sẽ, nó hy vọng là sẽ không có nhiều người mà làm việc với mình bởi vì cái thái độ của mình quá tệ. Thì tôi ngủ dậy tôi thấy cái tin nhắn tôi mắc cười rồi, tôi xuống tôi tính cho nó ăn chàng á, thì nó lại khóa tiếp. Nó chỉ nhắn thôi, nó không, không không cho mình trả lời. Đó, thì tôi vô hồ sơ nó, tôi lục tôi coi thì nó không phải là khách hàng, nó cũng là người đi làm như mình vậy đó. Một là tình cờ nó thấy cái hồ sơ của tôi, nó tò mò nó coi. Hai là nó muốn kiếm người cộng tác, chứ nó không phải là cương vị của một khách hàng, cho nên cái cách hành xử của nó không phải là của một khách hàng. Và coi kỹ cái hồ sơ của nó thì thấy nó khai là nó học ở trường đại học mà United Kingdom, à vậy đó, rồi Anh văn English là native đó, còn nhưng mà để là xuất xứ từ Việt Nam. Thì cho dù nó học ở đâu và nó sinh sống ở đâu, nhưng nếu nó còn gắn cái mác Việt Nam thì cái bản tính nhỏ nhen, ích kỷ, xấu xa, bần tiện, bần hàn nó vẫn có trong cái con người của nó. Bởi vì chỉ có dân Việt Nam nó mới hành xử như vậy thôi. Hành xử còn tệ hơn dân Việt Nam. Tôi nói thiệt, những người Việt Nam sống ở tại Việt Nam cư xử còn đàng hoàng hơn rất là nhiều những người Việt Nam sống ở nước ngoài. Mình cứ tưởng là họ đi nước ngoài họ học hỏi được những cái nền văn minh, nền tiến bộ, cái phép lịch sự, cái cư xử, cái văn hóa để họ ý thức văn minh để họ hành xử làm sao cho nó hơn cái nơi mà họ đã từ bỏ để họ đi. Nhưng rốt cuộc thì tôi thấy tôi cũng đã tiếp xúc rất là nhiều người Việt Nam ở bên nước ngoài, thì tôi đánh giá một câu lại rằng còn thua những người Việt Nam sống tại đất nước Việt Nam nghèo nàn mà họ cư xử còn sộp, còn, còn 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 hoành tráng hơn những cái nước, cái người mà đi qua những cái nước mà ta đây đó. Thì thấy nó mắc cười quá, đáng lý là thôi rồi, xong rồi thì thôi đi, canh mình đi ngủ xong mình mở ra quăng câu xong mình khóa lại. Cái kiểu đó của Việt Nam chứ ở đâu ra. Chỉ có Việt Nam mới có cái kiểu đó. Thật ra sáng nay tôi tính vô để tôi comment bằng tiếng Việt, tôi chửi bằng tiếng Việt, chứ tôi không chửi bằng tiếng Anh nữa, chửi bằng tiếng Việt nó mới thấm. Thì nó không cho chửi thì thôi lên đây chửi, biết đâu nó Việt Nam mà, nó kiểu nào nó cũng mò ra. Đó. Sẵn đây nói cho mày nghe nè, tao nói cho mày nghe nè, mày khỏi cần trù, mày không cần trù là sẽ không có nhiều người làm việc với tao ha. Nhưng mà cái điều mà mày rất tiếc cho mày ở cái chỗ là những ai đã làm việc với tao thì họ sẽ làm quay trở lại nếu như họ vẫn còn việc, trừ khi họ không có nhu cầu nữa thì thôi. Còn bất cứ ai đã làm với tao một lần rồi thì họ sẽ đều quay lại làm việc tiếp nếu họ có job, được chưa? Và một cái điều nữa nè, bây giờ ngay cả tao không cần làm gì tao cũng không chết đói. Tiền không phải là vấn đề với tao, ok? Cho nên rất là nhiều thằng kỳ kèo với tao vài đồng vài bạc, không có vài đồng vài bạc đó họ chết, nhưng với tao không có vài đồng vài bạc đó tao không có xi nhê gì cả, được chưa? Với một cái nữa, đa số thời gian của tao là tao dành vào cái việc để tao tao làm, nói tính ra là làm từ thiện đó.
ta tham gia, ta đọc sách miễn phí cho người mù, cho bức, ta làm những cái video lên cho những người khác coi. Đó là những cái thời gian ta làm free đó. Ok? Thì chỉ những người không bận tâm về tiền bạc thì họ mới đủ điều kiện và thời gian để họ làm miễn phí. Nên nhớ điều đó. Chứ còn cái người mà đang còn bận tâm vào tiền bạc, ngày mai ăn gì, ngày mốt ăn gì, sống thế nào, mua cái gì, làm sao có tiền để mua cái này cái kia, họ sẽ không bao giờ có điều kiện để mà làm từ thiện dù chỉ là một phút. Được chưa? Cho nên việc mày cầu không có ai làm việc với tao, không phải lo. Không ai làm việc, không, dù không có ai làm việc tao cũng không chết đói. Nội một cái khối mỡ trên người tao thôi, tao cũng đủ sống một năm rồi. Được chưa? Hết sức là buồn cười. Mắc cười ghê luôn á. Uổng công mang cái mác sống ở nước ngoài rồi còn học hành đại học nước ngoài này kia. Úi trời ơi, cái tính bẩn là vẫn là bẩn thôi. Cái tính của mày còn phèn lắm. Vẫn còn phèn. Dù mày có sống ở đâu thì cái tính phèn của mày nó vẫn còn trong người mày hết. À, còn một ý nữa cần phải bổ sung cho cái thằng ngu như mày hiểu nè. Là bởi vì đơn vị tiền tệ của Mỹ thì chỉ những ai sống ở Mỹ người ta mới rành được cái cách gọi đồng xu, đồng sen, rồi 10 sen hay bao nhiêu sen, bao nhiêu xăng vậy đó, không cần biết, đúng không? Nhưng tao không sống ở Mỹ và những người khác cũng không sống ở Mỹ. Nếu dùng cái đơn vị tiền tệ gọi theo cách của Mỹ thì đã chắc gì người ta hiểu. Nhưng nếu mà dùng đơn vị tiền tệ là đô thì đảm bảo trên thế giới ai cũng hiểu hết. Thậm chí cả con cún nó cũng hiểu luôn. Với lại, tao không phải làm việc riêng cho Mỹ hay là cho mày, mà phải dùng theo cái đơn vị tiền tệ của mày, cái cách gọi tiền tệ của mày, mà cái cách dùng của tao để làm sao tất cả mọi người trên thế giới nhìn vào đều biết giá đó là bao nhiêu. Và thực tế đã chứng minh ai ai cũng hiểu. Và đây là lần đầu tiên mày hỏi về cái vấn đề này. Và mày không những mày hỏi mà mày còn khẳng định rằng là không ai biết giống như tao. Ủa, không ai biết giống như tao mà tại sao tất cả mọi người đều hiểu? Vậy thì mày coi lại cái cách suy nghĩ của mày đi ha. Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, nghĩ người ta không hiểu. Tại mình không hiểu cho nên mình nghĩ người ta không hiểu. Không phải. Thực tế ngoài kia ai cũng hiểu chứ, có mình mày không hiểu à. Coi lại đi. Hồi xưa đi học mua bằng đúng không?